Mình tiếp tục lên cái điểm này câu nữa coi, nước càng ngày càng đỏ. Trời trời giờ này u ám quá. Này, lên đây cũng dọn móc lại cái chỗ. Đây cái bãi mé xong cái. À, móc lại lỗ trống trống đó. Thôi để mình chọn mớ mồi coi. Đây, mà câu mình đây, này là một con FC nè. Đó. Có số điện thoại đó, 0778186899. Mồi này mày mình cũng có bán nữa, 2 kg 90, 3 kg 120, 4 kg 160, 5 kg 200. Tất cả đều bao ship hết. Đó, thôi đổ qua đồng mới trộn thả tính rồi. Này, ở đây vừa câu vừa thả tính luôn. Trộn với nước sông. Thả tính vụ cá vô. Đơn giản. Mồi này về chỉ trộn với nước sông thôi, không có cần pha chế gì thêm nhiều hết trơn. Vậy đó là thả với ít cục vụ cá lại được rồi. Đó, thả xuống lỗ trống trống đó. Rồi, 2 cục được rồi. Con này mình nhồi dẻo lại cái mình hút bay đứa thuốc để hồi cá lại cái xuống cạn. Thì nó xuống cần với anh cá cái bà lớn á. Mẹ dính. Đang em mẹ dính. Lỗ này cá nhỏ nhỏ không vậy ta? Dẫn nhấp 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 thế này.
Dinh. Thôi cái lỗ này cá bé bé không rồi. Này dinh nhỏ nhỏ vậy không á. Còn cục phi cũng sấy. Thank you.
Dảnh. Em cái dẫn dẫn. Thành quả đây, nay phát thủ rồi, chỉ được có nhiều cá nè. Mấy con cá này gì à? Kho lạc ăn nè. Này cá không chịu ăn vậy. Nó được có mấy con đó. Rồi mình cũng kết thúc video đây luôn. Hẹn nhau với tiếp theo.